Một thông tin đáng chú ý xảy ra tại nước Mỹ. Thưa quý vị, mới đây thì tòa án tối cao Mỹ đã ra phán quyết ủng hộ một nhà thiết kế website từ chối cung cấp dịch vụ cho các cặp đôi kết hôn đồng giới và nhấn mạnh quyền tự do ngôn luận theo tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ. Tổng thống Mỹ ông Joe Biden, người của đảng Dân chủ, đã chỉ trích về phán quyết này. Phán quyết được công bố với sự ủng hộ của 6 thẩm phán có xu hướng bảo thủ tại tòa án tối cao Mỹ. 3 thẩm phán theo đường lối tự do của tòa án phản đối quyết định này. Vụ việc liên quan đến bà Lori Smith, một người theo đạo Tin lành và là chủ của công ty 303 Creative, chuyên thiết kế website có trụ sở tại bang Colorado của Mỹ. Vào năm 2016, bà đã đệ đơn kiện nhằm yêu cầu tòa án liên bang tuyên bố doanh nghiệp của bà được miễn trừ khỏi luật chống phân biệt đối xử của bang Colorado nếu bất kỳ cặp đôi đồng giới nào tìm đến các dịch vụ mà bà cung cấp. Vụ việc một lần nữa cho cuộc tranh cãi kéo dài giữa hai phe trong tòa án tối cao Mỹ. Phe muốn ưu tiên quyền thể hiện tôn giáo hơn lợi ích công cộng thế tục và phe muốn mở rộng quyền bình đẳng dân sự cho cộng đồng LGBTQ+ ở Mỹ.